cùng nhau hái lộc. Người chơi sẽ có 3 lượt hái lộc để giành lấy giải thưởng đặc biệt từ chương trình. Đội chơi sẽ quay vòng tròn nhỏ để chọn bảng tiền thưởng tương ứng trên vòng tròn lớn. Thành viên của đội chơi sẽ đu lên cây kim trên vòng tròn lớn để hái lộc. Nếu rớt xuống thì xem như mất lượt. Nếu thành công thì sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số tiền thưởng in trên phía sau tấm bảng. 1, 2, 3, yeah. Mời bạn quay dòng đầu tiên. Dạ, em tin thắng nên sẽ quay trước để giành chiến thắng cho đội của em. Cả nhà ơi, vỗ tay nào. Số gì ra. Số mấy bà con ơi? Số mấy bà con ơi? Anh chị số mấy à? Anh chị số mấy? Số 4, số 3, số 7, số 8, số 9, số 10. Số 7. Dạ, cá. Số 7. Quá hay con số 7. Rồi bây giờ ai sẽ là người chơi đầu tiên ạ? Dạ, anh trai trẻ của em, anh trai làng. Xin mời sự có mặt trở lại của Ngọc Tướng. Cái gì vậy? Quà vậy? Dạ, nhiều lắm nha. Trời ơi, em làm gì vậy? Đồng hành. Đồng chèo. Cái gì? Chèo nó sáng, tao đu đẩy vợ kìa. Mệt ghê vậy. Cái dòng này là không có chèo nữa anh. Không em, khỏi chèo. Trời, sao em đứng em cổ vũ giùm tôi nha. Trước quốc anh, đứng cao vậy luôn hả? Đúng vậy, chuẩn bị nha, anh chuẩn bị tinh thần nha. Rồi sao anh? Dân, vòng quay, bắt đầu. Nhảy luôn anh ơi, cố lên. Anh ôm chặt em đi, đúng rồi anh ơi, ôm vô, đúng rồi. Đổi trọng tâm. Đổi chân đi. Bóc chân đi. Cứ giữ luôn. Đúng rồi. Anh ơi, trời ơi, cái này là mình lại ra có lọc trong đây đúng không anh? Em lại liền đi ta. Lọc rồi em. Anh vui giùm không được hả? Được, mà này hơi lố. Nó có lọc nằm trong đây nè. Cái công đoạn lên là bạn lên đó, bạn cũng phải ôm, bạn quay là bạn lên nè. Khách mời lên. Không, bạn cũng khách mời. Thôi vậy MC lên. Trả lại anh, cảm ơn anh. Em yên tâm cứ giữ đó, tại MC không bao giờ chịu nhận cái chuyện mà đi lên là. Tự nhiên vô đây thôi nè, thắng rồi đó, lên quay. Xin mời bạn Ngọc Tướng sẽ là người lên rút lại giùm, sẽ có hỗ trợ. Mời hãy cùng chờ xem phần bọn lá cao cấp Boom Lower tấm bảng trị giá là bao nhiêu tiền ở. Xin mời Ngọc Tướng. Trời, căng quá anh, mấy anh chị ơi, bà con cô bác ơi, bao nhiêu tiền hả? Bao nhiêu tiền nè? Cái này đấu bao nhiêu tiền? Bên đây bao nhiêu tiền à? Bao nhiêu? Một con số không, hai con số không, ba con số không rồi anh ơi, ba con số không rồi, bốn con, năm con, không có bà con cô bác ơi, rút ra luôn nha. Yeah! hai triệu. Và như vậy là tấm bảng đầu tiên trị giá là 2 triệu đồng, bạn tưởng sẽ giao lại cho mình phía đội mua vàng đồng tháp. Trả cho người ta đi. Nè, rêu cho cao rồi rút ra có 2 triệu mà đã thùm cho bạn quay đó. Bây giờ em quay. Có muốn nhờ bạn Tưởng không? Anh Tưởng đổ thừa em rồi. Thì bây giờ em nói thiệt, em gợi ý thôi nhìn. Kêu anh Tưởng quay đi. Để coi anh Tưởng quay được bao nhiêu. Trời, tôi không biết bao nhiêu, tôi chắc chắn tôi cao hơn số 2 này. Số 3 cũng được phải không? Đó. 2 triệu mốt á. Rồi, quay. Coi như lô tôm nha. Quay cho hơn em nha. Rồi coi. Còn mấy cái cờ ra. Nước trong xanh để dành mặt cưới hè. Ủa anh không biết hát gì luôn. Con gái bây giờ đi theo mẹ luôn luôn. Còn số 2. Từ ra con mấy, còn mấy cái cờ ra. Số 3 đi. Ghê không? Ghê không chị? Và số 2 là con số dễ, tương đối dễ, cho nên là đội mình quyết định là nhường lại cho chị, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ vòng quay bắt đầu. Lấy tay hất luôn chị. Đây là vị trí rất dễ cho chị. Đúng rồi chị ơi, đúng rồi. Lấy tay bên kia hất. Rồi.
Rồi, yeah. Hay quá. Được rồi. Lâm Thắng, em hãy cho bà con cùng xem tấm bảng giá tiền nên là bao nhiêu nhãn hàng thuốc trừ bệnh vi khuẩn Total. Xin mời em. Đó, hai người luôn nè. Và đây đâu có nhiêu à? Trời ơi, trời ơi, 5 đồng nữa. Mình nói rồi, nhiêu, bao nhiêu, trời ơi. Mình nói để mình đút cho bạn tự đụng tay vô chi. Đúng thừa đấy ta. Thôi, mà qua quen quen ghê. Dân, và tấm bảng thứ hai thì giá cũng là 2 triệu đồng. Mình trao lại cho mình người ta. Dạ. Cảm ơn. Vậy, bạn trao cho mình. Ở đâu trả chỗ ngươi vậy? Ở đâu trả chỗ ngươi vậy? Đứng sai vị trí rồi. Đứng sai vị trí. Tại bạn đưa cho mình cái mình theo quán tính mình liền. À, cái này được. Là miêu mẹo. Miêu mẹo. Miêu mẹo. Còn tính đi về nữa chứ. Bây giờ bên này có muốn quay trở lại với bạn Thắng không hay là tôi? Anh Hiền đi ha, cho anh Hiền quay luôn. Hồi nãy bạn đứng bên này bạn quay. Còn Tưởng đứng bên này phải không? Tôi đứng trên giường. Chơi khác ta. Đây. Đó, thấy chưa? Vậy đó. Nè, nhìn nè. Tôi không giống như mấy người đâu. Cờ ra mà con mấy còn mấy gì đây. Áo anh rách dài, quần tôi có 2 miếng da. Còn số 2, còn số 2. Số 2 rồi anh. Ủa vậy hả? Số 3 ơi, số 3, số 3, số 3. Chính xác là con số 3. Như vậy anh sẽ ở vị trí của số 3. Xin mời anh. Ba con ơi. Bây giờ chúng ta sẽ còn một vòng quay nữa. Xin mời vòng quay bắt đầu. Anh nhớ là ở vị trí số 3 nhanh nha. Đang cố gắng lên anh. Anh hốt luôn đi anh. Anh hốt nó đi rồi mình làm gì làm. Anh chụp nó đi, chụp. Rồi tới tới anh. Rồi thả đi, thả chân đi. Đúng rồi. Đáp rất nhẹ nhàng đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tấm bảng nhãn hàng thuốc chữa bệnh Amistatop 325SC sẽ là bao nhiêu tiền? Xin mời anh. 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu. Con số không trước. Con số không. 2 triệu. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa bà con thân mến, đến với chương trình Cùng Nhau Hái Lộc tuần này, cả hai đội chơi của chúng ta rất là xuất sắc. Kính thưa bà con thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tổng số tiền của đội Mùa Vàng Đồng Tháp. Đội Mùa Vàng Đồng Tháp đang có tổng số tiền là 15 triệu đồng. Wow. Em ơi, em vỗ tay lớn quá. 15 triệu đó là của mấy anh chị chứ không phải của em. Dạ em vui vì niềm vui của anh chị. À vậy dạ. Hả? Tại anh thấy em phấn khởi quá. Dạ. Và số tiền của phía đội Sen Hồng Tháp 10 đang có số tiền là 7 triệu đồng. Và bây giờ Hiếu Huy xin mời anh kỹ sư nông nghiệp Trương Hùng Phong bước lên đây để chúng ta sẽ đến với phần trao những kỷ niệm chương và số tiền dành cho đội về nhì. Những kỷ niệm chương này sẽ dắt cho chúng ta sẽ nhớ về một cái chương trình cực kỳ có ý nghĩa dành cho tất cả bà con nông dân ở khắp mọi miền đất nước. Và đây là tấm bảng giải thưởng là 7 triệu đồng dành cho đội Sen Hồng Tháp 10. Cảm ơn tất cả anh chị và Ngọc Tưởng đã đến đây với chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao và phát quà dành cho đội về nhất là đội Mùa Vàng Đồng Tháp. Và đây là tấm bảng trị giá là 15 triệu đồng. Và bây giờ mình có số tiền vậy là mình sẽ làm điều gì đầu tiên anh trai? Rồi có thể dùng tiền nhỏ còn một số mình hay mua thuốc rồi mình dùng cho nồng ruộng mình cho tốt hơn.